con kỳ hưu hả? Ủa sao chết chết mà muốn đầu thai làm con kỳ hưu? Sao? Chị chức nhớ không phải gì không? 500 trên đầu vậy chơi gì vậy? Ông tự nhiên cho được tiền là chứ cứ đòi hoài, bữa giờ con không cho là chứ không đòi. Cứ mỗi lần cho được là chứ phải đòi hoài vậy. Trời ơi, chức sống một tiền một hay sao, có hoài cho. Sống nữa, em sống về tình yêu thương con tròn. Trời ơi, khỏi đi. Chị chức sống gì tiền không? Nói thiệt chị chức. Dạ. Mà gì mày nói sống tiền. Mày thả thằng mũi hạnh, văn kia. Ê, văn nó có văn nành rồi. Gan khởn, tại gan nành. Gan nành, không hai gan là gan nành, một gan là gan khởn. Giờ mày biết rồi, sao chỉ có gan khởn nha. Ô, mày đứng lên năn nỉ ai vậy? Mày thằng ba. Ông này làm bấm em mới ngon. Rồi vô cống tiền chắc luôn. Chưa khô hả? Khô. Khô. 10 con cá đuối chơi chứ. Tiền con không biết gì chứ kêu thì con kêu thôi, cái đâu con cá đuối con 50, 10 con 500 ngàn. Mẹ không làm thiệt luôn à. Nằm cho mềm mình nghĩ không có gói nào còn vô chưa phải mua gói cái gì nằm đi gói hả gói. Mày có lại tiền đâu mua cái tóc dài như vậy nha. Kêu gói, con kêu gói thôi. Nha, mày liều quá. Trời ơi, cái mày vậy thì kêu gói. Xong rồi. Ghẹ nhìn ổng đi. Không gì chứ kêu gói, con kêu gói, không gì chứ thôi. À, gói rồi nè, chết mẹ. Đơ rồi. Cái gói, còn mua gói làm gì nữa. Dục hết rồi má, gói cũng đắt à. Nghe cái khủng hoảng, nhiều gói chứ có gói liền. Ờ, kéo quần cái dân số chứ ơi. Chức ơi. Vì chức giá như vậy, chức giá 18 đi thì cái gì chức lên cỡ nào cũng được, cái con lên thì chức. Còn chức năm nay 63 rồi. Nè, đây bầm, đây bầm. Trời ơi, chó này chức tác quá, bầm hết rồi. Giờ chức lỗ đất cái này. Ông gói rồi. À, ông đ*** hiền qua làm trò hề cơ quay qua quýnh mấy chân ngu qua giỏi chờ bà lâu lắm ngồi bên mà chân chị bánh dừa ăn đi yêu yêu luôn chứ gì chứ bánh dừa ai chứ chứ con đi mua gì chứ 20 cái nha thôi đủ má mình thấy bánh dừa ổng đứng sau cái chung cư cái này cũng giờ ổng có bán ngon để chạy ra lấy xe cũng gà kì chạy ra một vòng mua ăn bánh dừa mua 20 cái thôi vậy cho chất ăn chắc là tiện đi chứ ông ngó quay lại thì ghê chứ thả xe em chạy ra chứ không dám nhìn ông gói luôn á. Đây là chú ơi, đây là chú ơi, đây nè đơ luôn nghe kêu ông nói cái đơ luôn cái gói ôm như chú ôm tao già vô ôm cái gì gói kia mềm lắm 3 cái 200 mà ta hỏi rồi gói em bé ủa sao gói ôm nhà chất nhục hết nó dơ quá cứ ngắt à tại vì chất không giặt nó dơ thôi đúng lắm dại nè cái gì chất nè gói chưa chắc không giặt thì dơ cơm ăn không hết thì bỏ đây từ từ chút ăn đợi nó tiêu nè mày giúp cà ba dưỡng cà nha ông mua bánh kia rồi kè cô mẹ lấy cho giúp ra 10 con cô cái đuối nha anh ờ giúp ăn á ăn miếng cơm thì giúp tao nói không ăn đâu con tử nha mày kỳ mày để lá càng mày để lại ngoan một lần hơn tao nói tao con tử nha mày chó đẻ quá muốn đi đụng cũng ăn à cũng ăn à cũng ăn à khó mày bánh gà người chết luôn rồi nhiều người nói nhìn gì trước ngoài đẹp lắm gì chứ đẹp ba mày mới lấy tao đẻ ra mày á chứ hay gì quá
thì chỉ có nằm dưới gầm giường thôi chứ không có giờ có cửa mà nằm trời ba con. Trời này dán cây hiền ơi. Rồi miếng khăn giấy khô chứ. Khỏi. Chị chứ cầm rồi, khỏi đưa. Khỏi. Mẹ mình lấy áo rồi. Giấy chức đem quà mới hôm nay hết trơn luôn hả? Cái này gì chứ cũng thương con quá. Ha. Nói lại đi. Đau bụng quá. Ôi chức dục cái mắt kiến đó đi chứ ơi, đeo gì xuống quá. Tuyển 500 cũng bảo mà cái... đeo gì cái kiểu gì mà méo mó gì dục cũng đi. Mà không có tâm thì đừng có đeo. Chứ có thấy ai mà đeo mắt kiến rồi. Trời ơi, bữa đeo mà muốn xúc ra mà vẫn còn để trên cái đầu nữa. Không chịu tháo ra. Em mắt kiến không có đeo, gạt lên vậy nào mà đeo méo qua luôn. Ủa, tháo một dây vậy chứ. Đứt rồi, chụp rồi, đi mua dây khác. Người gì mà kỳ gì đâu, có cái gì chứ. Đẩy lại đi, chiều của mình ăn cận nữa. Ừ, ăn cận thôi chứ. Trả hộp cho chị đem về rồi. Thôi chứ nói đi. Ở đây tóc bạc có gì chứ nha, chứ rất là nhiều cọng tóc bạc. Nó còn có thể quay chứ. Không có bạc cận. Bậy bạ không à. Ủa giờ, mà ở trên mặt cái dưới giờ này á, có xe mình đi gì đâu chết? Chơi nhất vui không? Vũng Tàu á, bảo á. Cái ông cực biến thái không bỏ nữa nè. Ủa mà ở trên mặt cái dưới có bạc không thì chứ? Bạc hết á. Nói chứ nghe nè, ở đây là anh Lương Gia Bảo chứ không phải là anh Nguyễn Tấn cái gì chất đâu. Hiểu không? Nguyễn Tấn cao, anh Bảo bóc hoài. Bảo bóc mà ghiền. Cứ ngồi cái tay á. Giờ bỏ anh Tuấn Nguyễn đến anh Bảo đi. Thôi anh Bảo có vợ rồi. Vợ chứ. Chọc mà Mỹ Dung cái chửi chơi. Chức nghiệp gì chức nhiều lắm rồi đó. Alo anh Nghiệp ơi. Chị Khẩu ở đây nè. Ngày nào tụi bay cũng bay coi chịu nổi không? Không, ngày nào có quay chứ được con buồn nhớ chứ. Người ta mới nói là sau này không có chứ, nó chắc buồn, không có liếm co chắc buồn lắm. Giảng mặt mày nghe thư nhắc hoài nha. Sợ hả? Sợ gì chứ. Mày không có gì chứ, quay người khác thôi đúng không? Thôi đi Tùng. Rồi anh. Bốt đám mà chết chắc vui lắm rồi chứ hả? Còn nói ông chưa gì hết chết là có người nói đám ma vui đó. Con Tuấn Nguyễn chắc ra đó vừa cúng vừa nhậu lên, nhậu mấy ngày mấy đêm luôn. Trời ơi, anh Tuấn Nguyễn khóc rớt nước mắt luôn. Khóc mắt ảnh mà hướng bằng xô á nha, chứ không hướng bằng chén đâu. Nhậu xong rồi khóc, xong rồi tỉnh dậy nhậu tiếp. Nhậu xỉa xong vô nó vui lắm mà bê đê tới hát rồi bắt đầu muốn hân trần bướng múa lưng tới múa rồi này kia là vui. Xong rồi đem thành về thờ, nếu Tuấn Nguyễn có thờ không? Ghê thiệt. Nghe nói lại là không có rồi đó. Rồi đi, có rủ anh Tuấn Nguyễn đi chung không? Có rủ anh Tuấn Nguyễn đi chung hay đi mình? Hôm qua Tuấn Nguyễn nói rồi đó, nhớ độ cảnh nha. Thấy Khai Vũ Linh chết rồi mà Hân Trần còn quay 4 năm tháng thì chắc quay nửa năm quá. Hơn năm quá, hơn năm quá. Tàu dịch tích thì chết thì hầu về cho sớm. Quay ghét cái mốt gì chết cái mộ đây thì nghe qua ngày mai múc cái mộ. Còn cái bãi đất trống á. Ê, chức linh quá không, cả hốt cái mộ về luôn, cả hốt mộ về đến cái về cái xin số. Chức nói đi, sao im gu vậy? Thôi chức ăn no sai giờ bắt đầu kế bật chế độ im lặng nha. Còn miếng gì chứ ăn hết đi, sao bỏ đó chị uổng lắm. Hết lắm chức ăn. Để thở ra, để bỏ thở cơm rồi. Chức là ăn xong rồi để gì nha cả nhà. Thở, để thở ra. Còn gán chịu chứ gì. Đứng dậy nhảy hát ta bài đi, dán 500. Đưa trước mới cần. Ủa bữa giờ con cũng đưa mà, con đâu có nói giỡn đâu. Thôi đưa đàng hoàng mới cần. Hát đi. Thôi, không có tiền, em không có lên. Thôi, không có tiền, không có lên giờ. Thôi. Như vậy quá à. Đây giờ không có tiền, không có lên giờ, đây giờ. Cho 300 mà lấy không? Trời, 300 chơi luôn, chán thiệt. Không, lâu lắm rồi, ba không có lấy tiền của chị. Ý là quên rồi bỏ không, tự không lấy luôn á. Bà nói là mẹ nuôi con rồi đi.
Đó, thấy chưa, thấy Tú với Thư chưa? Từ ngày biết Thư có chồng có con, có hai đứa con là không lấy tiền của Thư luôn. Còn ai không có chồng có con là bầu cưới luôn không? Có không chứ? Ừ luôn kìa, thôi thôi, có ai thì ừ luôn kìa. Sao cây chứ? Chất, vậy đi chất. Ủa sao Sơn đi với anh? Theo trai giờ gửi hoài đi. Đi cho đi trả đồ cho người ta. À đi hôm qua đổi đồ. Đi đổi đồ lại. Quên nằm à. À, giờ là quán này chuẩn bị sang đổi chủ cho mọi người. Tôi sẽ buôn bán cái quán này. Chị chức là sẽ là bà nội của quán này. Đây bà chủ tương lai của cái quán của bác chồng. Đó, rồi chức sẽ là người thâu tiền. Thư bán thì chức thâu tiền đúng không? Hả? Chức thâu tiền không? Hay là lấy Thư thâu luôn? Bộ anh gà nói chuyện chứ không nghe hay sao chứ kiểu cứ bơ bơ hoài luôn á. Có tiền. Ý là chị chức chỉ nói chuyện với những người có tiền thôi, còn không có tiền thì chứ không nói chuyện đúng không? Hôm qua anh cho tiền đâu, giờ trả lại con đi. Chồng lấy hết nhậu. Có cái chức dạy trai không? Cứ cùng đây đừng gặp mặt tao, con ghét mày chiến thư lắm, cứ đừng nên lại tao. Thôi, cái này giống thứ ba tuần trước nè. Thôi, giống như tuần trước. Mày muốn cái gì thứ ba là giải quyết hết. Đó, thứ ba rồi đó, giải quyết đâu mày chứ. Thứ ba là bả đưa tiền, bả tưởng đâu là khử lòng bả. Tưởng đâu là đưa xong rồi sẽ đưa là bả 6 triệu liền lúc đó luôn, hay về đâu lấy thiệt. Đau. Thử lòng quân tử vậy thôi, ai ngờ quân tử tham lam vô cùng. Đúng không? Thử lòng quân tử vậy thôi, ai ngờ quân tử tham lam vô cùng mới gì chứ. Có thầy. Ăn xin trà kìa. Ở vậy quan ba lại đánh chúng lại chứ. Đánh chúng lại. Bây giờ vấn đề chính mình đi. Đó, giải quyết vấn đề chính này nãy giờ là đánh chúng lãng không à. Mình đánh chúng lãng chứ mình nhiều lắm. Chứ nhiều bệnh lắm. Mày dẹp gọn đàng hoàng đậy nắp coi, tụi bé ăn đã bắt bạn tao đậy vậy. Chứ nghĩ sao chị Quyên trẻ trước mày chứ nó bạn sao gọi là bạn được. Nó em hay là em chứ sao gọi là bạn. Đưa gì 500 còn gì chứ đừng có cái kiểu nó cắt cái chuyện mà lộn ngon. Đưa gì 500 đi gì ngon. Mệt nổi quá. Mệt hả? Giờ chức nằm đặt nằm xuống đi con cho chức 500. Nằm xuống ngủ đi. Gì? Không, chảy mày tàn ăn cái gì đâu không. Bà Lan ăn cơm heo quay nè. Vô cơm bà tưởng nó chơi bà. Nè Lan. Có quen không mình trước mà gặp ai cũng kêu gì chứ. Đâu, tao thương mấy bà già. Bà sao thương chứ không bỏ kìm túi chứ ra thương đi. Bây giờ chức là bắt ghế. Bảo đi đâu vậy? Chức, bây giờ cái này chức nghe nè. Bảo. Chức. Bây giờ chức muốn có tiền không? Bây giờ lấy cái ghế của tôi đang ngồi đó, giờ chảy ra nằm xuống, chức nằm lên đây rồi tụi con. Nghiêng nằm kiếm chứa gì? Đâu? À, để dưới đây con chạy về nhà con lấy sắp tiền đô qua chơi chất nha. Đô để nhạc đóng luôn à. Hả? Sắp gì vậy vậy nè. Lấy không? Lấy giờ con liền, lấy cho thằng cho sắp.